Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Thị Ngọc, là nhân viên trường trung học cơ sở Lavan Hill. Hôm nay mình rất vui khi được tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 do Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè tổ chức với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Đến với cuộc thi, mình xin giới thiệu các bạn cuốn sách mà mình đã đọc và rất là yêu thích. Đó là cuốn tiểu thuyết Nhà Gà Kim của tác giả Paulo Coelho, một tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng người Brazil. Trong thế giới sách bao la có rất nhiều cuốn sách hay và tiểu thuyết Nhà Gà Kim là một tác phẩm như vậy. Quyển sách được viết như một câu chuyện cổ tích, giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông. Cuốn sách đã được ghi tên trong cuốn sách kỷ lục Guinness vì được dịch ra 56 thứ tiếng và bán được tới 65 triệu bản trên toàn thế giới, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Nhà Gà Kim là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn thơ Paulo Coelho, được viết vào năm 1988. Câu chuyện kể về Santiago, một chàng trai ngày ngày đi đến trường học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin, thần học để trở thành một linh mục theo ý của cha mẹ. Để một gia đình dân cày như gia đình cậu có được niềm kiêu hãnh, tự hào. Thế nhưng, khi đang đi học để trở thành một linh mục, một buổi trưa cậu trở về nhà, lấy hết quả cảm và nói với bố cậu không muốn trở thành linh mục mà muốn được đi tới đây. Vì từ nhỏ cậu đã có một ước mơ được đi khắp cùng thế giới bao la, và điều này quan trọng hơn việc cậu trở thành một linh mục như ước muốn của cha. Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, sự hòa hợp với vũ trụ và con người. Nhà Gà Kim của tác giả Paulo Coelho không chỉ là hành trình đi tìm vận mệnh của chàng trai Santiago, mà còn là hành trình tìm hiểu tiếng gọi của trái tim, hiểu được bản chất con người và sự giao cảm của mọi thứ xung quanh ta. Trong Nhà Gà Kim, ta theo bước chân của chàng trai chăn cừu Santiago, gặp gỡ được vận mệnh của mình và thấu hiểu ngôn ngữ vũ trụ, tâm linh vũ trụ. Có trong những chặng đường anh đi, trái tim anh cảm hóa được vật vật xung quanh về những bài học triết lý mà anh đã được học hỏi. Là một cuốn tiểu thuyết với văn phong giản dị, lời dẫn nhẹ nhàng như những câu chuyện cổ tích thần tiên, Nhà Gà Kim đã đưa ta đến một triết lý sâu sắc. Nếu Santiago không biết tiếp đối mặt với những bao hiểm nguy để giải mã được giấc mơ, thì liệu cậu có thể tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của kim tự tháp? Liệu cậu có thể tìm được một tình yêu ngọt ngào như cổ tích với nàng Fatima? Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của hạnh phúc. Đôi khi con người ta phải đi cả một cuộc hành trình dài với bao nguy hiểm, vất vả chỉ để hiểu rằng hạnh phúc ở ngay bên dưới chân ta, ở nơi mà ta đã từng bước qua. Đây là một tập sách mỏng với độ dài 225 trang. Văn nhẹ như thơ, thấm đẫm những triết lý phương Đông, đồng thời mang tới một thông điệp, nhắn nhủ, một tâm sự gần gũi, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Vì chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ, thì cuộc sống mới đáng sống. Và đừng bao giờ sợ hãi trước những cánh cổng chênh vênh, vô định, những khó khăn phía trước khi thực hiện giấc mơ của mình. Bởi vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng. Bạn cần nhớ rằng, khi đã quyết tâm mong muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt được mục đích. Khi bạn đã dấn thân thực hiện ước mơ của mình thì những thứ bạn nhận được còn nhiều hơn cả việc chạm tay vào giấc mơ. Và thật ra, kho báu mà ai cũng muốn vượt qua cả ngàn dặm đại dương và sa mạc lại gần ngay trước mắt. Nếu bạn đang cần động lực, đang đi tìm vận mệnh của mình, hãy thử trải nghiệm với Nhà Gà Kim. Đây chính là cuốn sách giúp bạn tìm đường, chỉ lối. Hãy nhẹ nhàng tận hưởng Nhà Gà Kim như một đứa trẻ ngây thơ, coi như một cuốn sách để giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng mệt mỏi bạn nhé. Tác phẩm Nhà Gà Kim còn được yêu thích bởi nó lan truyền thông điệp đừng bao giờ từ bỏ ước mơ trong một câu chuyện thấm đẫm minh triết phương Đông. Bên cạnh những thông điệp gần gũi và đầy cảm hứng nói trên, bạn còn có thể tìm thấy nhiều bài học quý giá như một nỗi sợ là một vật cản còn lớn hơn cả bản thân vật cản đó.
khi thay đổi một điều mới mẻ gì đó luôn đòi hỏi bản thân phải bước qua vùng an toàn để đến với một vùng đất mới, và điều này đôi khi thật đáng sợ. Tuy nhiên, đôi khi sự sợ hãi lại trở thành một chướng ngại còn lớn hơn tất cả những vật cản khác. Bởi vậy, khi vượt qua nỗi sợ, hay đúng hơn là vượt qua bản thân bạn, những điều kỳ diệu sẽ đến. Trải nghiệm quý giá mà bạn có được khi theo đuổi ước mơ, đam mê của mình sẽ lấn át tất cả nỗi sợ hãi và là động lực để bạn vượt qua khó khăn. 2. Quyết định đúng đắn sẽ tồn tại mãi mãi. Trên con đường tìm kiếm quyết định đúng đắn luôn tồn tại rất nhiều thách thức. Và trong cuộc sống cũng như trong hành trình khởi nghiệp, bạn có thể gặp rất nhiều sáng hay những ngôi sao rực rỡ. Nhưng những quyết định đúng đắn, những điều thực sự ý nghĩa thì không bao giờ thay đổi hay biến mất và luôn chờ giờ đợi bạn khám phá. 3. Đừng vướng vào lối mòn đơn điệu. Thái độ của bạn chính là yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi. Nó thúc ép bạn phải tìm ra những điểm tốt, những điều thú vị mỗi ngày. Và một khi bạn đã làm điều đó, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy chúng. Cuộc sống hay công việc của bạn có thể dễ dàng trở nên tẻ nhạt, nhàm chán và đơn điệu. Nhưng chúng hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn nhận và quan điểm của bạn. Bạn không phải một ai khác, chính là người chọn cách nhìn một cốc nước vơi một nửa hay đầy một nửa. 4. Trân trọng hiện tại. Không có lý do gì để bạn mãi mãi đắm chìm trong quá khứ, để quá khứ định hình, ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân hay lo lắng khi nghĩ về tương lai. Những điều đã làm thì không thể thay đổi được, trong khi đó những điều chưa xảy ra thì bạn cũng không thể ép chúng xảy ra. Mấu chốt của tất cả những vấn đề chỉ có thể thay đổi được bằng chính bàn tay của bạn ở hiện tại, những gì đang xảy ra ở thời gian thực. Bạn cần sống trong những phút giây hiện thực để đưa ra các quyết định có ý nghĩa. Bạn không thể đổi hướng viên đạn khi nổ súng. Việc nhắm bắn chưa chính xác là quan hệ của bạn có để tâm vào thời điểm hiện tại hay không. Quá khứ là nền tảng, tương lai là mục tiêu, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở hiện tại. 5. Thành công có hiệu ứng gợn sóng. Phát triển, thay đổi, tiến hóa là những sợi vải trong tấm vải thực tế. Trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân sẽ tạo ra hiệu ứng gợn sóng, mang lại tác động tích cực đến tất cả mọi người xung quanh bạn, lối sống, gia đình, bạn bè và cả cộng đồng. 6. Thực hiện bước tiến đầu tiên. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, không ít lần bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi các biến số chưa được xác định. Điều đó khiến việc thực hiện bước chân đầu tiên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hãy dũng cảm và làm điều này. Bởi vì hầu hết những người dám theo đuổi ước mơ đều có chung sự hối tiếc là tại sao mình không bắt đầu sớm hơn. 7. Hãy phi thực tế. Không ít phát minh vĩ đại sẽ mãi mãi không ra đời nếu người ta chấp nhận thế giới như thành công lớn. Phát kiến vĩ đại luôn bắt đầu từ những bộ não điên rồ, khởi nghiệp cũng vậy. Thực tế rất quan trọng, nhưng cũng đừng quên sự phi thực tế trên hành trình của mình để tạo ra sự khác biệt và vươn xa. Điểm mấu chốt là bạn cần biết cân bằng chúng. 8. Luôn đứng dậy sau khi thất bại. Bí mật của cuộc đời chính là thất bại 7 lần nhưng đứng dậy 8 lần. Bởi lần đứng dậy thứ 8 có thể là thời điểm mạnh mẽ nhất và không thể đánh lại. 9. Tập trung vào sự lựa chọn của mình. Một khi bạn đã lựa chọn con đường của mình, hãy kiên định với nó và đừng để bản thân chịu ảnh hưởng từ ý kiến của người khác. Thời gian có hạn, đừng phí hoài đến nó. Sống cuộc đời của người khác, đi hành trình của người khác, dù vậy chẳng có gì sai nếu bạn lắng nghe lời khuyên và học hỏi từ ai đó, miễn là chúng có cùng tầm nhìn, đam mê cũng như khát khao của bạn. 10. Luôn hành động. Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công mà không qua một cuộc hành động. Hành trình khởi nghiệp cũng như hành trình cuộc sống sẽ mang đến cho bạn rất nhiều bài học quý, miễn là bạn hành động và kiên định với những hành động của mình. Để chung tay phòng chống dịch bệnh, hãy ở nhà và đọc cuốn sách này của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.